được lúc bây giờ mà. Hello, xin kính chào cô chú anh chị em và các bạn. Chúng ta đã có mặt ở ngã tư đường Lý Tự Trọng và đường Đồng Khởi cô chú anh chị. Đây là ngã tư rất là sầm uất ở trung tâm quận 1 ha. Trước mặt chúng ta có một cái nhà hàng tên là Bến Thành với nhà tài trợ là Bia Sài Gòn, Sài Gòn Chiêu. Bây giờ là khoảng 11 giờ trưa ngày 10 tháng 2 năm 2023. Hôm nay theo một số thông tin trên báo chí thì báo cáo tài chính của công ty Bia Sài Gòn, công ty Sabico đó cô chú anh chị. Công ty này đã thuộc về tập đoàn của Thái Lan này cô chú anh chị, không phải là công ty của Việt Nam nữa nha. Công ty Bia Sài Gòn á là trong năm 2022 họ đạt lợi nhuận rất là cao cô chú anh chị. Họ đạt lợi nhuận là gần 5.500 tỷ đồng, rất là cao ha. Tổng doanh thu của họ là gần 35.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận rất là cao. Nếu nói về công ty Bia Sài Gòn thì chúng ta cũng có thể biết là công ty Bia Sài Gòn trước đây là của Việt Nam chúng ta, sau đó thì cổ phần hóa và đã thuộc về tay của người Thái Lan hình như là từ năm 2017 đó cô chú chị. Năm 2017 là người Thái họ bỏ tiền ra họ mua lại cổ phần rồi họ làm chủ của công ty Bia Sài Gòn Sabico. Sau đó thì họ phát triển rất là mạnh, họ tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá ở dễ ngoại hạng Anh, đó là câu lạc bộ Leicester City. Câu lạc bộ này đã từng vô địch ngoại hạng Anh luôn cô chú chị. Trong năm 2022 thì doanh thu và lợi nhuận của Bia Sài Gòn phát triển rất là mạnh, vượt quá năm 2021 luôn, tăng rất là nhiều. Một phần là vì năm 2021 là một cái năm dịch bệnh đó cô chú anh chị, nên người ta không có đi nhậu nhiều ha, lệnh cấm cách ly của xã hội nên là doanh thu của họ rất là thấp. Nói chung là ngành kinh tế là không có phát triển. Qua năm 2022 thì kinh tế được hồi phục và người ta cũng ăn nhậu nhiều hơn, nên là cái doanh thu và cái lợi nhuận của họ tăng lên rất là cao. Trước mặt chúng ta là chợ Bến Thành của chú anh chị, bên trái của chúng ta là cửa Bắc chợ Bến Thành ha, bên phải là đường Thủ Khoa Hưng. Nếu mà nói về trình độ ăn nhậu thì Việt Nam của chúng ta là một trong những nước nhậu nhiều trên thế giới của chú anh chị, nhậu kinh khủng khiếp luôn. Các anh chị buổi tối đi ra đường là lúc nào cũng thấy quán nhậu có khách đó, đó đông khách nữa là đằng khác. Lợi nhuận 5.500 tỷ đồng thì công ty Sabico cũng đang thực hiện các thủ tục để tăng cái sự sở hữu của mình ở các công ty khác, đó là công ty bia rượu Sài Gòn Bình Tây đó các anh chị. Sài Gòn Bình Tây là chủ của nhãn hiệu Sagota ha, rồi công ty bảo bì Sài Gòn nữa, chuyên làm những cái thùng cà tông với những cái lon nhôm, công ty bảo bì Sài Gòn. Thì theo những thông báo của các cơ quan quản lý thì sau khi tăng cổ phần tại các công ty này thì các công ty này sẽ trở thành công ty con của Sabico, và Sabico sẽ tiếp tục phát triển rất là mạnh ha. Dự kiến trong năm 2023 không có gì thay đổi thì bà con dân chúng vẫn tiếp tục ăn nhậu. Ở đây người ta đang chặt những cái nhánh cây để chống những cái tai nạn về cây xanh đó các anh chị. Mấy tai nạn cây xanh nhiều khi nó rớt xuống trúng đầu của người dân đi đường nguy hiểm lắm. Nên là công nhân dịch vụ công ích phải đi coi kiểm tra cây nào có khả năng mục rơi rớt là phải cưa trước. Chúng ta đang có mặt ở Bùng Binh Thánh Gióng của chú chị. Đây có tên khác là ngã sáu Phù Đổng ha. Ở đây sẽ đi ra các đường như là Lý Tự Trọng nè, Cách Mạng Tháng 8 nè, Lê Thị Riêng nè, Nguyễn Trãi nè, và đường Nguyễn Thái Hồng. Đây chúng ta đi vô đường Lê Thị Riêng, ở đây có bán bánh mì
mì này là bánh mì Quỳnh Hoa có chứ gì. Mọi người quen đọc là bánh mì Quỳnh Hoa ha, bánh mì Quỳnh Hoa, bánh mì ổ môi á. Bánh mì này nổi tiếng lắm, 58-60 ngàn đồng một ổ. Mặc dù giá cao vậy chứ một ổ hai người ăn mới hết chứ một người ăn không hết đâu có chứ gì. Em ăn cũng rất là mạnh nhưng mà ăn không hết một ổ bánh mì, nó ngán lắm. Đồ ăn rồi bơ bơ tê nhiều quá, ăn nó ngán lắm, ăn không hết. Ăn nửa ổ thôi, mỗi người nửa ổ. Tính ra mỗi người nửa ổ thì có 30 ngàn thôi. Còn nguyên ổ thì mới 60 ngàn. Chúng ta đang có mặt ở trên đường Lê Thị Riêng của chú chị. Em đi ra đây em mua một cái bàn phím máy tính ở khu đường Tôn Đức Tùng ha. Tại cái bàn phím máy tính ở nhà của em hôm bữa đi chơi nó bị hư rồi. Để ngoài nắng xong rồi để trên xe nó bị cong vênh luôn, không xài được nữa, phải bỏ luôn. Giờ phải mua cái bàn phím máy tính mới. Ra kiếm cái cửa hàng nào uy tín mua cái bàn phím máy tính mới ha. Đây là đường Tôn Thất Tùng. Trước ở đây có những cái cửa hàng rất là lớn, bây giờ dẹp bớt rồi. Giờ cửa hàng máy tính nó bị thu nhỏ lại. Giờ này thấy máy tính cũng phát triển chậm ha. Sau khi Apple ra thì người ta xài hàng Apple cũng nhiều lắm. Cửa hàng máy tính ở đây cũng yếu dần rồi. Ở đây có cửa hàng Thành Nhân mà em tìm không thấy ta. Mua bàn phím máy tính, bàn phím cũng rẻ thôi, có trăm mấy chục ngàn à, bàn phím loại thường. Không thấy Thành Nhân luôn, không thấy cửa hàng Thành Nhân luôn cô chú chị. Còn thấy luôn rồi. Cái cửa hàng máy tính bây giờ nó dẹp bớt rồi, không còn thấy nhiều nữa. Đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai của chú chị. Nếu mà nói về tinh thần ăn nhậu ở Việt Nam thì có truyền thống luôn là ăn nhậu top đầu luôn, top đầu thế giới luôn cô chú chị, chứ không phải là top đầu châu Á nha. Mấy cái nước nhậu nhiều hình như là cũng có Hàn Quốc nè, rồi nước Đức nè, vài nước. Nói chung mình Việt Nam cũng trong cái top đầu về ăn nhậu của cô chú chị. Khẩu trang 30 ngàn một hộp ha. Còn nhớ là cái thời dịch khẩu trang này bán là giàu luôn đó chứ chị, giờ bớt rồi. Sau khi cái tình hình dịch bệnh nó có miễn dịch cộng đồng rồi thì khẩu trang nó cũng hết hot rồi. Hồi xưa bán cái đó giàu lắm. Đây Phong Vũ, cửa hàng Phong Vũ. Đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đường này có công viên Tao Đàn nè, có nhà văn hóa lao động, có cục quản lý xuất nhập cảnh để cấp mới làm lại bách bo. Đây có sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh nữa, bên phải nữa chứ. Sở y tế này chắc là thủ tục hành chính thôi chứ không có khám chữa bệnh. Giờ khoảng 11 giờ trưa ha, người ta đi lại nhiều. Ban quản lý an toàn thực phẩm bên phải, sở y tế và ban quản lý an toàn thực phẩm nằm kế nhau ha. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng rất là quan trọng, đặc biệt là trong thời buổi hiện nay ha, phát triển ồ ạt về các quán ăn rồi các công nghệ quảng cáo, thì việc giữ cho nó an toàn
vệ sinh thực phẩm là rất là quan trọng. Đây người ta làm bánh bo ở đây nhiều. Bánh bo giờ có làm mà bằng dịch vụ công đó có chứ gì, làm đơn qua online Mercedes, làm đơn qua online xong rồi lên làm mấy cái hồ sơ liên quan thôi là xong, đó gọi là dịch vụ công, làm cũng nhanh lắm. Đây là nhà văn hóa lao động của chương trình, trong đây có múa rối nước, rồng vàng và các môn, ở trong đây dạy nhiều môn lắm. Mà em thấy đặc biệt là người ta học khiêu vũ rất là nhiều ha. Trong đây có một cái trường dạy, một cái lớp dạy khiêu vũ, thấy người ta vô học khiêu vũ nhiều lắm. Khiêu vũ với lại múa hiện đại với lại múa bụng, belly dance. Phải chúng ta là dân độc lập của chúng kia, phải là dân độc lập, bên trái là ngã ba đường Lê Quý Đôn, đây bên trái là trường Lê Quý Đôn của chúng chị. Trường Lê Quý Đôn hồi xưa đi học mà tụi em gọi vui là Lũ Quý Đói á, Lê Quý Đôn là Lũ Quý Đói, Lũ Quý Đói lết qua đường. Còn trường Bùi Thị Xuân bún thịt xào, Marie Curie là mắm ruốc có rồi. Còn Nguyễn Thị Minh Khai là người tình mặt khỉ. Hồi xưa học sinh chế ra mấy cái tên vui. Hồi xưa trường quận nhất thì có mấy trường thôi, mấy trường cặp kệ nhau thôi. Quận nhất thì có Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai. Nguyễn Thị Minh Khai như là quận 3 luôn rồi. Quận nhất là có Bùi Thị Xuân, trường Trương Dương. Rồi quận 5 thì có Lê Hồng Phong. Quận Tân Bình thì có Nguyễn Thượng Hiền. Quận nhất có trường Đại Nghĩa đó hay sao á? Trường Đại Nghĩa là trường chuyên. Trường chuyên trường Đại Nghĩa luôn. Rồi quận 3 có Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn. Thấp hơn thì có Marie Curie. Đây chúng ta đang đi qua ngã tư đường Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai. Ngay đây có nhà văn hóa thanh niên, nơi tổ chức cái phố ông đồ hôm Tết rất là đẹp ha. Bình thường có cái bốc market này người ta cũng bán thời trang cho mấy bạn trẻ trẻ của chị, bán quần áo thời trang cho tuổi teen, mười mấy 20 tuổi, hai mấy tuổi. The Box Market thấy bán suốt luôn, không có nghỉ luôn. Hồi xưa chỉ bán cuối tuần thôi, còn bây giờ bán suốt luôn rồi. Đây ngã tư đường Hai Bà Trưng, Thập Cẩm Cơm Dẹp, xôi gấp, xôi đậu đen, xôi đậu phộng. Cái phong trào bán xôi này cũng nhiều lắm quý anh chị. Ở cách đây mười mấy 20 năm ở ngã tư đường Cao Thắng với đường Nguyễn Chiểu á, người ta bán xôi này cũng nhiều. Tối tối là 4-5 xe xôi người ta đậu ngay ngã tư đó, khói bay nghi ngút luôn. Thành cái ngã tư xôi luôn á. Bây giờ thì bớt rồi. Ta đang có mặt ở đường Nguyễn Thị Minh Khai quý anh chị. Thì chúng ta sẽ chạy về khu vực cầu Thị Nghè với lại Hàng Xanh ha. Em ghé Hàng Xanh em mua cái bàn phím máy vi tính. Hôm nay cập nhật cho cô chú chưa biết về cái vấn đề bia rượu lời nhiều, bia Sài Gòn. Bia Sài Gòn mà lời như vậy thì bia Tiger với Ken nó còn lời khủng nữa nha cô chú. Ở Việt Nam cái tỷ lệ người ta uống bia Tiger với Ken nó nhiều hơn bia Sài Gòn ha. Gấp 2-3 lần á. Bia Sài Gòn có thể là người ta bán về tỉnh nhiều hơn, giá nó rẻ hơn là bia Tiger với bia Ken. Tiger với Ken ta nhậu nhiều lắm, Tiger với Ken giờ chung công ty rồi có cái gì, ta uống nhiều lắm.
ngã tư đường Mạnh Đính Chi với Nguyễn Thị Minh Khai, vừa phải là đi vô đường Mạnh Đính Chi có nhà hàng Bến Thành đó các anh chị. Ở nhà hàng Bến Thành tối thứ bảy này là diễn ra cái show Nhật Cường cười để nhớ năm, tiền nhiều để làm gì, làm gì để nhiều tiền. Show hài một đêm duy nhất thôi, vào lúc 8 giờ tối ngày 11 tháng 2. Có Trưởng Thành, có Trưởng Thành tham gia của chị. Có Trưởng Thành tham gia nữa. Nếu mà mọi người nào ở xa không coi được thì đăng ký kênh của danh hài Nhật Cường đó có gì. Nhật Cường cười để nhớ. Để xem lại cái buổi live show này. Anh sẽ ghi hình và anh sẽ post lên cái đó. Nhật Cường cười để nhớ 5. Chương trình số 5. Đây có quán nhà hàng Ấn Độ nè quý vị. Phải nè. Chứ có ai ăn không ha, thấy cũng nhỏ nhỏ. Chắc không có khách ở này, anh ra đây anh đứng luôn. Vừa ra ăn không biết có phải bóc tay không hay là phải có muỗng đũa ha. Bóc tay là người Việt mình ăn không quen đâu. Người Ấn Độ là họ bóc tay luôn á cô chị. Họ ăn bóc không à. Không quen rồi. Đó là văn hóa của mỗi nước thôi. Nhiều khi đưa đũa muỗng họ không có quen sử dụng. Họ ăn bóc quen. Hội sách chào xuân bán sách theo cân. Ôi hôm nay có hội sách, mai vô mua sách đồng với 11, 12 hả. À Xuân Hoa Lư đang có hội bán sách nha cô chú chị, bán sách theo cân là rẻ lắm luôn á. Cô chú chị có rảnh thì ghé qua đó mua sách ha. Đường phố Sài Gòn kẹt xe đông quá, giờ là 11:30 rồi chứ. Giờ này ta đi ăn trưa hoặc là ta đi giao dịch về kẹt xe đông quá. Bán tải ngoại lệ xe buýt, đường này cấm xe lớn, cấm xe dừng đồng, chỉ cho xe buýt đi thôi. T50 nhiều khi mình đi cái xe gì do cái có duyên đó chị. Nhiều khi mình thích cái xe đó nhưng mà cuối cùng duyên đưa đẩy khi mua mình lại mua cái xe khác ha. Rồi theo chị thì không biết có giống vậy không. Nhiều khi mình thích một xe nhưng mà một thời gian sau khi mua xe thì mình lại mua cái nhãn hiệu khác, hãng khác. Đây cầu Thị Nghè cũng như vậy. Đây là một cổng sau của Thảo Công Viên. Bên phải là hồ bơi Yết Kiêu, trung tâm thể thao dưới nước Yết Kiêu. Ở đây có mấy cây cũng đẹp. Đây cầu Thị Nghè cũng như vậy. Bên phải là chợ Thị Nghè ha. Rồi mình chuẩn bị chạy ra hàng xanh rồi. Ra hàng xanh em mua cái bàn phím máy tính. Đây bên phải là chợ Thị Nghè, quẹo vô chợ Thị Nghè. Nắng quá, Sài Gòn bữa nay nắng kinh khủng luôn á. Có tia UV nó rất là nguy hiểm luôn cô chú chị. Nắng nóng kinh khủng. Cái tia UV từ 11 giờ trưa đến 1 giờ đó cô chị là rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm cho con người cô chú chị. Giờ Sài Gòn nó đang vô cái mùa nắng nóng và đỉnh điểm của nó là 30 tháng 4 và tháng 5. Đỉnh
đỉnh điểm nắng nóng của Sài Gòn là đợt sắp tới là nghỉ lễ 30/4/1/5 của chúng chị. Cái đợt Tết vừa rồi Sài Gòn rất là mát ha, có nhiều bữa trời lạnh luôn, rất là lạnh luôn, có 21 độ à. À, bây giờ nóng quá. Đây là mũi tàu ngã ba chỗ điện máy tự do của chị ngay quận Bình Thạnh ha. Bán các lỗ nhà Phú Nhuận, đường ô tô đang cho thuê 4.4 bán còn 3.9 nè quý vị, giảm 500 triệu luôn. Nhà Phú Nhuận ha, 3.9 là giá ngang ngửa hoặc là cao hơn một căn chung cư một chút xíu à, mà có đường ô tô luôn. Xe. Bé kia nó vừa chạy xe nó vừa bấm điện thoại của chị, nó đụng vô cái đít xe của chị này. Chạy xe bấm điện thoại nguy hiểm lắm, chạy xe bấm điện thoại xong rồi đụng vô đít của chị này, cái chị này té xe luôn. May là té nhẹ không sao, ngã cái xe thôi. Chị đó vẫn còn đứng được. Đường đông quá, đường xe tải không à. Sao giờ này cho xe tải đi ta? Giờ này cho xe tải 2.9 đi. Đây xe hút hầm cầu hút cống, cống nghẹt quá rồi. Cống nghẹt quá rồi, thuê mấy cái xe hút bùn nó đi hút. Rồi chúng ta đang đến ngã tư Hàng Xanh rồi quý vị. Đến đây em xin phép kết thúc video clip ngày hôm nay. Hôm nay em cập nhật tình hình Bia Sài Gòn đang có doanh thu và lợi nhuận khá cao ha. Doanh thu 35.000 tỷ đồng và lợi nhuận là 5.500 tỷ đồng trong năm 2022. Và nó bắt đầu thâu tóm thêm hai công ty con ở đây cũng hút cống hay gì vậy chị, chặn đường hút cống tiếp rồi à. Đang đi hút cống, xe đang đi hút cống, cẩu cái nắp cống lên quá trời dơ luôn. Rồi đến đây xin kết thúc video clip ở đây, cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc mọi người sức khỏe bình an cho cuộc sống, gặp được nhiều điều may mắn ha. Đây đèn đỏ nó mới chuyển qua xanh thôi mà bà con chạy quá trời. Cảm ơn cô chú chị đã xem video clip, chúng ta đang có mặt ở ngã tư Hàng Xanh. Em xin hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Em xin trân trọng kính chào ạ.